Alo, vâng, vậy chúng ta đến luôn với trận thi đấu thứ hai thôi. Garrick. Vâng, ô 97 cầm Garrick. Chúng ta cùng chờ đến quân của Truy Mệnh, quân rể. Vâng, dò mãi vẫn không thấy quả. Quýt luôn. Dò không thấy quả, vẫn quả nó cũng gần gần thôi, không xa cho lắm. Và quýt luôn. Nhà cũng không phải là quá nghèo, thậm chí là đồ rất giàu. Vâng, như vậy là không biết là trận này, vâng, như vậy thì số là 2-0 dành cho Truy Mệnh rồi. 2-0 dành cho Truy Mệnh. Nhanh thế này làm sao mà đỡ được đây.